Thưa quý vị, hướng đến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, Chi đoàn đồn biên phòng Phước Hải phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Lộc An, huyện Đất Đỏ tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân xã Lộc An. Đồn biên phòng Phước Hải, huyện Đất Đỏ đã tuyên truyền cho ngư dân xã Lộc An nội dung chỉ thị 45/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định. Thông tin cụ thể về các quy định xử phạt hành chính đối với tàu cá vi phạm. Tiếp đó, đồn trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc, 100 ảnh Bác Hồ cho các tàu cá đang neo đậu tại cảng cá Lộc An. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 6 triệu đồng. Do các mạnh thường quân và đoàn viên thanh niên của chi đoàn đồn biên phòng Phước Hải, đoàn thanh niên xã Lộc An đóng góp. Hoạt động này được ngư dân đánh giá cao. Ngư dân chúng tôi là được nhận lá cờ và ảnh của Bác thì trong lòng rất phấn khởi. Thì lúc nào mình cũng có tự hào là trước khi mình ra khơi là có lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác lúc nào cũng luôn luôn ở bên chúng ta là rất là bình an để coi như là bám biển. Thì cũng cảm ơn chính quyền và đội biên phòng tặng cờ, thì nói chung là cũng mừng, là lý do là mình có cái vinh dự để làm ăn mà mình treo cái cờ lên thì mình chạy ra chạy vô cửa nẻo rồi nó ổn định thì mình mừng. Làm được thì mình ghe mình cứ đi hoạt động thì mình mừng. Hoạt động trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ nhằm động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, khai thác hải sản đúng pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua hoạt động này thì nhằm cổ vũ động viên bà con ngư dân vươn khơi bám biển, và qua đó thì cũng tuyên truyền thì luật biên phòng rồi các nghị định của chính phủ là giúp bà con vươn khai thác hiệu quả, chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước. Cái hoạt động ngày hôm nay thì đoàn cơ sở cũng như là chi đoàn đồn biên phòng Phước Hải cùng đồng hành với lại bà con ngư dân vươn khơi bám biển. Bên cạnh cái hoạt động này thì chúng tôi cũng phối hợp với lại các ngành chức năng thì thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo cho bà con ngư dân, đặc biệt là không vi phạm các vùng biển đánh bắt ở nước ngoài. Thời gian tới, chi đoàn đồn biên phòng Phước Hải sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương đơn vị trên địa bàn đóng quân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo và chương trình trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân.